kiếm 30 đến 50 triệu mỗi tháng từ mùa dịch với những công việc như sau. Đầu tiên đó là công việc về làm viết content, nhưng dành cho những bạn mà yêu thích về những cái việc mà chúng ta sáng tạo ra những cái nội dung về content, về quảng cáo để mà chúng ta bán hàng, hay là chúng ta viết ra những kịch bản về những cái video viral. Và những bạn mà làm kịch bản hay đấy thì hiện tại đều có những cái thu nhập 30, 40, 50, thậm chí có những bạn có thu nhập đến 70 triệu một tháng. Và đây là cái mức mà mình cùng với rất nhiều người hiện tại đang trả cho rất là nhiều bạn làm về content dạng như vậy. Và hiện tại là cái nhu cầu của mọi người đang còn rất là nhiều, bởi vì nhu cầu của các doanh nghiệp đang muốn phát triển lên online, muốn xây dựng ra những cái kênh ở trên mạng xã hội. Và đó là lý do tại sao mọi người chi trả rất là nhiều tiền để có được những cái kịch bản hay. Và cái vị trí thứ hai đó là dành cho những người mà editor, những người mà quay hay là dựng những cái video. Và chúng ta là những người mà có sự sáng tạo, chúng ta có một cái sự cảm nhận về hình ảnh, cảm nhận về cái âm thanh tốt, và chúng ta có thể dựng những cái video tốt. Và cái công việc này chúng ta có thể ngồi ở tại nhà và chúng ta dựng cho khách hàng ở cả Việt Nam và cả trên thế giới. Và bạn đã bắt đầu tiếp cận với công việc này chưa? Và nếu bạn vẫn chưa thì vẫn có thể cùng với nhau trao đổi với nhau ở trong cái video này. Và Linh sẽ chỉ các bạn về những cái cách làm thế nào để chúng ta có thể kết nối được với họ, và làm thế nào để mà chúng ta có được những cái thu nhập như vậy ở trong cái mùa dịch này. Và điều rất quan trọng đó là bạn phải rèn luyện bản thân mình để trở thành một người viết nội dung hay. Bạn phải rèn luyện mình trở thành một người đó làm video hay, thì chắc chắn cái thu nhập đó, thậm chí là hơn con số đó, sẽ dành cho bạn. Xin chào, hẹn gặp lại.